Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn một cái câu lick pentatonic blue ở thế tài của ba ngang đầu tiên, rất là đơn giản nhưng mà nghe nó rất là chất ha. Nghe là ra cái mùi blue buồn nha của pentatonic la thứ nha các bạn. Thì nếu các bạn chưa biết về gì về pentatonic, các bạn nên xem cái bài viết ha. Mình có để trong cái phần mô tả đó chi tiết về pentatonic. Còn thế tài của từng cái pentatonic nó có năm cái thế tài phổ biến, thì ở đây mình sẽ nói thứ ba cái ngang đầu tiên ha, cho nó dễ. Thì các nốt thuộc pentatonic là thứ thế tài đầu tiên nó như sau. Thì các bạn để ý thấy rằng trong cái thế tài này, nó thật ra là các nốt nằm trong âm dài của đô trưởng là thứ bình thường, nhưng nó bỏ đi hai nốt, đó là nốt pha và nốt si, để còn lại năm nốt, cho nên người ta gọi là ngũ cung ha, pentatonic là như vậy. Cái câu lick này á, nó sử dụng một cái kỹ thuật bend, gọi là bend nhõng nhẽo, bend rất là nhẹ, bend 1/4 thôi. Tức là các bạn đẩy một cái nốt nó lên theo đúng như thường các bạn thấy phổ biến, là nhéo lên cái là nửa cung, một cung hoặc cung rưỡi ha. Thì ở đây mình chỉ nhéo nhẹ một cái nốt lên để cho nó thăng lên 1/4 thôi ha. Thì mình thử nha các bạn. Ví dụ chúng ta đánh ở nốt son là ngang 3. Nếu ngang 4 nó là son thăng, thì bây giờ chúng ta bend làm sao để nó nằm giữa giữa cái đó. Các bạn thấy đẩy nó thôi. Thì cái nốt này nó không có cao bằng cái nốt son thăng, nhưng nó cũng không có thấp giống như cái nốt son. Đây là son. Các bạn đẩy lên nhẹ một tí thì bạn nghe nó lên. Và blue rất hay đánh cái nốt kiểu này, nghe rất là đã ha. Thì chúng ta bắt đầu câu tiên như sau. Thì các bạn bend cái nốt son này lên nửa cung, các bạn nhả xuống lại nó, sau đó các bạn đánh dây buồn xuống 1 rồi dây mi ha. Vậy sau đó chúng ta xuống dây số 2, đó là nốt rê ngang 3 nè, các bạn pull up nó ra ngang 1, ngang 1 là nốt đô. Sau đó các bạn ham on hoặc là các bạn đánh vô cũng được ngang ngang 2 của dây son là nốt la và rung dây vibrato ha. Lại câu đầu ha. Đơn giản phải không bạn? Rồi câu tiếp theo. Các bạn đánh cái dây re buông, các bạn hammer on nó vô ngăn 2 là nốt mi. Sau đó các bạn đánh nốt la luôn của cái dây son tiếp theo. Chúng ta đánh là nốt đô ở đây và lặp lại cái nốt la một lần nữa ha. Câu 2 nó như sau, chậm nha các bạn. Rồi chúng ta đánh lại hai câu đầu nha. Câu cuối cùng á, chúng ta bắt đầu cũng bend 1/4 lên nhẹ lên. Thì ngay cái nốt rê này các bạn đẩy nó lên tí. Sau đó thì các bạn đừng đẩy quá cao ha. Đó, nó tới cả cung luôn, nghe nó không có đúng ý đồ, các bạn nhéo nhẹ thôi. Sau đó chúng ta lại đô nè.
các bạn pull nốt nó ra son, các bạn đánh nốt mi của dây rê, sau đó kết thúc bằng nốt la. Lại câu cuối ha, thì kết thúc chúng ta là son, các bạn harmon luôn thành la. Chậm nha các bạn. Rồi, từ đầu đến cuối câu này. Thì ngay chỗ này các bạn có thể biến tấu ra nhiều thứ. Tức là cái câu thứ hai các bạn nó để nó cái nhịp nó trễ thì một nửa. Nếu mà các bạn có mấy cơ nhịp ha, các bạn để nó trễ thì một nửa, tức là cái nhịp đánh này gõ xuống các bạn đánh là nhịp gõ xuống các bạn lên, ngay nhịp giữa đó các bạn đánh vô thì cảm giác nó cũng khác một tí ha. Thì có một cái cách để tạo ra cái kiểu cho nó nghe nó mạnh bạo hơn một tí của câu blues, đó là cái kiểu gọi là ranking rồi các bạn. Đó, các bạn đánh cái kiểu chúng ta quét lên cái dây, đáng lẽ các bạn đánh trực tiếp vô cái nốt rê này thì chúng ta từ trước khi đánh nó là các bạn thấy không? Đó, chúng ta quét xuống các dây một cái giống như các bạn thấy đánh hơi dơ nhưng mà cái này có ý đồ ha. Thì cái câu này cũng khá là đơn giản nhưng mà cái mùi của blue ra rất là rõ ràng ha. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh Guitar for Freedom, và nếu các bạn muốn hoàn thiện cái kỹ thuật guitar điện của mình, các bạn có thể tham gia cái khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của mình mới ra vào ngày 15 tháng 8 2019. Thì khóa học này khuyến mãi 900.000, còn có 540.000 mà thôi, đến hết ngày 30 tháng 9, là trong 1 tháng rưỡi cho các bạn khuyến mãi. Thì các bạn mua đó thì khóa học các bạn mua một lần các bạn học cả đời ha. Thì nguyên một cái giáo trình gần 150 clip đó, mình hướng dẫn các bạn rất là chi tiết cả chục cái kỹ thuật cơ bản của guitar điện mà mình hướng dẫn rất là chi tiết ha, các bài tập, và sau đó có 20 câu clip để các bạn luyện tập áp dụng vào nữa trong cái ngữ cảnh của vòng một âm backing track đầy đủ. Thì khóa học này mình thiết kế để cho các bạn học hết trong vòng 3 tháng rồi. Cho nên là nếu bạn nào học 3 tháng mà thấy lãnh hội hết rồi thì chúc mừng các bạn, còn nếu các bạn theo công việc các bạn cứ học thêm 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm vẫn không sao cả ha, các bạn chỉ thanh toán một lần mà thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.